dựa trên hợp đồng mua bán. Vậy thì có thể nói là đây là bất động sản rẻ hơn cả cắt lỗ rồi các bác ạ. Nếu như chúng ta mua ở trong giai đoạn bây giờ thì chắc chắn là các bác quý anh chị sẽ là người bắt đúng cái điểm rơi của bất động sản ở trong cái giai đoạn tháng 6 2024. Xin chào toàn thể các bác quý anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Minh Chiến. Các bác quý anh chị nào mà đang xem video có nhu cầu mua để ở và mua để cho thuê dòng tiền thì nhất định phải xem video này, bởi vì ngày hôm qua chủ tư đã công bố một chính sách bán hàng rất hay, và Minh Chiến đánh giá đây là một chính sách bán hàng có thể nói là thúc đẩy thị trường ở khu vực ở số 2 và số 3 rất lớn. Ở cái đáy của năm ngoái là tầm khoảng tháng 4 và tháng 5 thì cái đáy đấy ai đã bắt được gần như đã lãi 20-35% rồi. Và cái đáy tiếp theo trong cái giai đoạn bây giờ, và Minh Chiến đã chia sẻ trong rất nhiều các video, đó là thường đang có dấu hiệu đi ngang. Đây là cái giai đoạn để cho chúng ta có thể tích lũy những cái bất động sản giá rẻ. Và hiện tại thì chủ tư lại đang công bố một chính sách bán hàng. Và chính sách bán hàng này cụ thể nhau thì đây là chính sách bán hàng hỗ trợ cái quỹ căn ở tại Vinhome Ocean 2, bao gồm là 200 căn và chủ yếu sẽ là phân khu cọ xanh và san hô, sẽ được tặng một gói nội thất lên tới là 7% trước VAT, và kinh phí bảo trì sẽ trừ thẳng vào giá dành cho toàn thể quý anh chị khi mua bất động sản tại đây. Và với điều kiện đó là khách hàng phải về ở sớm trong 3 tháng kể từ ngày bàn giao. Đại loại là các bác quý anh chị sẽ có khoảng 3 tháng để cho chúng ta có thể hoàn thiện cái căn này và về ở, nó giống như là cái chính sách tổ ấm an vui. Thay vì các bác quý anh chị nhận hàng tháng thì chúng ta sẽ được trừ thẳng vào giá. Và chính sách này là chính sách bổ sung của chính sách ban đầu. Ban đầu là các bác quý anh chị nếu như thanh toán sớm thì sẽ được chiết khấu thẳng, đó là 18% cộng với cả 11% dòng tiền trên một năm mà các bác và quý anh chị đóng sớm, và cộng thêm với cả 7% được chiết khấu ở trong cái chính sách mới được chủ tư update và bổ sung, thì gần như là chúng ta đã được chiết khấu 25% giá trị cái bất động sản đấy dựa trên hợp đồng mua bán. Vậy thì có thể nói là đây là bất động sản rẻ hơn cả cắt lỗ rồi các bác ạ. Nếu như chúng ta mua ở trong giai đoạn bây giờ thì chắc chắn là các bác quý anh chị sẽ là người bắt đúng cái điểm rơi của bất động sản ở trong cái giai đoạn tháng 6 2024, và chủ tư sẽ bàn giao cho khách hàng để hoàn thiện. Các bác quý anh chị có thể sử dụng phương án vay hỗ trợ lãi suất 24 tháng được chiết khấu 15%. Có hấp dẫn không ạ? Thực sự đây là chính sách rất hấp dẫn, và chính sách này là chính sách mà cái giá, các bác quý chị sẽ bảo là cái giá nó sẽ lại bị đội lên đúng không? Nhưng mà cái giá nó sẽ chỉ bị chênh khoảng 1% thôi, nó không đáng kể là bao nhiêu so với cái chiết khấu mà chủ tư đưa ra. Và đương nhiên rồi, đây là một chính sách rất tốt để cho các bác quý chị có thể mua ở tại cọ xanh. Quý chị mua cọ xanh là để ở thì có thể mua cọ xanh thì chúng ta về hoàn thiện luôn, coi như là đỡ được một khoản chi phí liên quan đến cái phần hoàn thiện nội thất. Các bác quý chị mua ở san hô thì có thể làm cho thuê. San hô thì cho thuê dòng tiền rất là tốt. Đấy, thì sẽ có hai option để các bác quý anh chị có thể lựa chọn. Một là cọ xanh chúng ta về ở, hai là san hô các bác mua để đầu tư cho thuê dòng tiền. Thì đấy là hai option, và chúng ta được chiết khấu kịch kim, đó là 25%. Đấy, vậy chi là chúng ta đang mua được bất động sản giá rẻ hơn 25%. Và sau khi mà hết cái chính sách này thì có lẽ là rất nhiều các bác quý anh chị lại bảo là tiếc thế, sao không tranh thủ mua trong cái giai đoạn như bây giờ, hay là như cái đợt mà chủ tư tặng ô tô các bác ạ. Thì rất là nhiều khách hàng sau đó đã bảo thực sự là rất là tiếc khi mà không sở hữu được, không quyết định nhanh trong cái giai đoạn đấy. Và bây giờ thì chủ tư đã update thêm một chính sách này để cho các bác và quý anh chị có thể vào hàng ngay trong cái giai đoạn hiện tại. Thì cụ thể chi tiết thì các bác quý anh chị có thể liên hệ với Minh Chiến, thì Minh Chiến sẽ hỗ trợ tư vấn chi tiết về bài toán dòng tiền và phương án cũng như là thi công thiết kế tất cả mọi thứ. Minh Chiến có thể hỗ trợ toàn thể các bác quý anh chị để chúng ta có thể lựa chọn được một bất động sản phù hợp với cả cái tài chính, phù hợp với cả nhu cầu của gia đình nhà mình. Và cảm ơn toàn thể các bác quý anh chị đã theo dõi. Đừng quên đó là cho Minh Chiến xin một like và ấn đăng ký kênh hoặc là chia sẻ để bạn bè biết đến nhiều hơn về cái chính sách thực sự đang quá tốt như thế này. Và Minh Chiến sẽ chia sẻ chính sách cụ thể ở trong các video clip tiếp theo và các căn tiếp theo. Các căn mà Minh Chiến giới thiệu lên thì đấy là những căn mà đang có chính sách, thì để các bác quý anh chị có thể lựa chọn đâu sẽ là bất động sản chúng ta sở hữu ngay thời điểm bây giờ nhé các bác nhá. Và hẹn gặp lại toàn thể các bác quý anh chị trong những video clip tiếp theo.